Chương 4 Công chức ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện Mục 1 Công chức và phân loại công chức Điều 32 Công chức 1 Công chức quy định tại khoản 2 điều 4 của luật này bao gồm A. Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị, xã hội B. Công chức trong cơ quan nhà nước C. Được bãi bỏ D. Công chức trong cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công chức trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an. 2. Chính phủ quy định cụ thể điều này. Điều 33 Nghĩa vụ, quyền của công chức một Thực hiện các nghĩa vụ, quyền quy định tại chương 2 và các quy định khác có liên quan của luật này hai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp, pháp luật. 3 chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Điều 34. Phân loại công chức. 1. Căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, công chức được phân loại theo ngạch công chức tương ứng sau đây. A, loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, B loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương. C. Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương, D. Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên, D. Loại đối với ngạch công chức quy định tại điểm E khoảng 1 điều 42 của luật này theo quy định của chính phủ. 2. Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân loại như sau, A. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, B công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Mục 2 Tuyển dụng công chức Điều 35 Căn cứ tuyển dụng công chức Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. Điều 36 Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức một Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức a có một quốc tịch là quốc tịch việt nam b đủ 18 tuổi trở lên c có đơn dự tuyển có lý lịch rõ ràng d có văn bằng chính chỉ phù hợp d có phẩm chất chính trị đạo đức tốt e đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ d các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển hai những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức a không cư trú tại việt nam b. mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, c. đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích. đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Điều 37. Phương thức tuyển dụng công chức. Một việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển công chức phải phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm trong từng ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được người có phẩm chất, trình độ và năng lực. 2. Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng sau đây: A. Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. B. Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của luật giáo dục sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học, C, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng. 3. Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp sau đây: a, viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; b, cán bộ, công chức cấp xã; c, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức d tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đối với người đang là chủ tịch hội đồng thành viên chủ tịch hội đồng quản trị chủ tịch công ty thành viên hội đồng thành viên thành viên hội đồng quản trị kiểm soát viên tổng giám đốc phó tổng giám đốc giám đốc phó giám đốc kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ chức danh quản lý khác theo quy định của chính phủ trong doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, người được tiếp nhận phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương. D. Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác. 4. Các trường hợp quy định tài khoản 3 điều này được xem xét tiếp nhận vào làm công chức nếu không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của luật này, các trường hợp quy định tại các điểm A, B, C và D khoảng 3 điều này còn phải có đủ 0,5 năm công tác trở lên phù hợp với lĩnh vực tiếp nhận. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 38 Nguyên tắc tuyển dụng công chức một Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 2. Bảo đảm tính cạnh tranh. 3. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm. 4. Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số. Điều 39. Tuyển dụng công chức. 1. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức bao gồm: a. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước thực hiện tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý; b văn phòng quốc hội văn phòng chủ tịch nước thực hiện tuyển dụng công chức trong cơ quan đơn vị thuộc quyền quản lý c bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ tổ chức do chính phủ thủ tướng chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan tổ chức đơn vị thuộc quyền quản lý d ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan tổ chức Đơn vị thuộc quyền quản lý, D, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức chính trị, xã hội tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công. Chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý. Hai, thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 37 của luật này. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoảng hai điều này. Điều 40 Tập sự đối với công chức Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định của chính phủ. Điều 41 Tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên Việc tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân, kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức tòa án nhân dân và pháp luật về tổ chức viện kiểm sát nhân dân. Mục 3 Các quy định về ngạch công chức Điều 42 Ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức một Ngạch công chức bao gồm A. Chuyên viên cao cấp và tương đương B. Chuyên viên chính và tương đương C. Chuyên viên và tương đương D. Cán sự và tương đương D. Nhân viên E. Ngạch khác theo quy Định của chính phủ hai Việc bổ nhiệm vào ngạch phải bảo đảm các điều kiện sau đây A người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch, b, việc bổ nhiệm vào ngạch phải đúng thẩm quyền và bảo đảm cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 3. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây, a, người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự, b, công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch, c, công chức chuyển sang ngạch tương đương. Điều 43. Chuyển ngạch công chức một chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ. Hai, công chức được chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Ba, công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đang giữ thì phải được chuyển ngạch cho phù hợp. Bốn, không thực hiện nâng ngạch, nâng lương khi chuyển ngạch. Điều 44 Nâng ngạch công chức Một, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch. Hai, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn thì được đăng ký dự thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch. Ba, việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 4. Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch hoặc xét nâng ngạch được bổ nhiệm vào ngạch công chức cao hơn và được xem xét bố trí vào vị trí việc làm tương ứng. Điều 45 Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức. 1. Công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây, a, à, được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại điều 82 của luật này, b, có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm. Tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn, c, đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi, d, đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công chức. 2. Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện quy định tại các điểm A, B và C khoảng một điều này thì được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp sau đây. A. Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận. B. Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 46 Tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức. Một, nội dung và hình thức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phải phù hợp với yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch, bảo đảm lựa chọn công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn của ngạch và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hai, chính phủ quy định thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch, xét nâng ngạch công chức phù hợp với phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổ chức Chính trị, Xã hội. Mục 4 Đào tạo, bồi dưỡng công chức. Điều 47 Chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức Một nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn của ngạch công chức và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. 2. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức bao gồm A. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức B. Đào tạo, bồi dưỡng theo các chức danh lãnh đạo, quản lý 3. Nội dung, chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng công chức do chính phủ quy định. Điều 48 Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đào tạo, bồi dưỡng công chức. Một Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm tạo điều kiện để công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. 3. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. Điều 49 Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng một Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. 2. Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng nguyên lương và phụ cấp, thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thâm niên công tác liên tục, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật. 3. Công chức đạt kết quả xuất sắc trong khóa đào tạo, bồi dưỡng được biểu dương, khen thưởng. 4. Công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng nếu tự ý bỏ việc, xin thôi việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật. Một năm điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức. Điều 50 Điều động công chức một Việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. 2. Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới. Điều 51 Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Một, việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào a, nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, b, tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền. 2. Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là không năm năm, khi hết thời hạn, cơ quan, tổ chức Đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. 3. Công chức được điều động đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm. Điều 52. Luân chuyển công chức. Một căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo quản lý được luân chuyển trong hệ thống các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội. Hai, Chính phủ quy định cụ thể việc luân chuyển công chức. Điều 53 Biệt phái công chức Một, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ. Hai, thời hạn biệt phái không quá không ba năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do chính phủ quy định. 3. Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái. 4. Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. 5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái. 6. Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Điều 54 Từ chức hoặc miễn nhiệm đối với công chức một Công chức lãnh đạo, quản lý có thể từ chức hoặc miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây A. Không đủ sức khỏe B. Không đủ năng lực, uy tín C. Theo yêu cầu Nhiệm vụ D. Vì lý do khác 2. Công chức lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức hoặc miễn nhiệm được bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo hoặc nghỉ hưu, thôi việc. 3. Công chức lãnh đạo, quản lý xin từ chức hoặc miễn nhiệm nhưng chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý cho từ chức hoặc miễn nhiệm vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc từ chức hoặc miễn nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền. Mục đánh giá công chức. Điều 55. Mục đích đánh giá công chức. Đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá là căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức. Điều 56. Nội dung đánh giá công chức. 1 công chức được đánh giá theo các nội dung sau đây a chấp hành đường lối chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước quy định của cơ quan tổ chức đơn vị b phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tác phong và lệ lối làm việc c năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ d kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể, d. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, e. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản một điều này, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây, a. Kế hoạch làm việc và kết quả hoạt động của cơ quan, Tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. B. Tiến độ, chất lượng các công việc được giao, C. Năng lực lãnh đạo, quản lý, D. Năng lực tập hợp, đoàn kết. 3. Thời điểm đánh giá công chức được thực hiện như sau: a đánh giá hàng năm đánh giá trước khi thực hiện xét nâng ngạch nâng lương trước thời hạn bổ nhiệm bổ nhiệm lại quy hoạch điều động đánh giá trước khi kết thúc thời gian luân chuyển biệt phái b căn cứ vào yêu cầu quản lý của cơ quan tổ chức đơn vị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức quy định đánh giá công chức theo quý tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan tổ chức đơn vị mình bảo đảm công khai dân chủ khách quan định lượng bằng kết quả sản phẩm cụ thể, kết quả đánh giá là căn cứ để thực hiện đánh giá công chức quy định tại điểm A khoản này. 4. Căn cứ vào quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức ban hành quy chế đánh giá công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 57. Trách nhiệm đánh giá công chức. một Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền. 2. Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện. Điều 58 Xếp loại chất lượng công chức 1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như sau, a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, c. Hoàn thành Nhiệm vụ, d không hoàn thành nhiệm vụ. 2. Kết quả xếp loại chất lượng công chức được lưu vào hồ sơ công chức, thông báo đến công chức được đánh giá và được thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác. 3. Việc xử lý công chức không hoàn thành nhiệm vụ được quy định như sau: a. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có không 2 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, b. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý có không hai năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại. C. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong không ba năm có không hai năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn. Mục 7. Thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức. Điều 59, Thôi việc đối với công chức một Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây, a. Do sắp xếp tổ chức, b. Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý, c. Theo quy định tại khoản 3. Điều 58 của luật này 2. Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, Đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do, trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật. 3. Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 4. Không giải quyết thôi việc đối với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng. Điều 60 Nghỉ hưu đối với công chức một Công chức được nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao Động 2. Trước 06 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu, trước 03 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức ra quyết định nghỉ hưu.